sông Hương trong tâm khảm người Huế dường như không chỉ là dòng sông hiện hữu, nó còn là dòng chảy tâm linh huyền bí, quý giá như mạch máu trong cơ thể người và linh thiêng như một tín ngưỡng. Sông Hương dài hơn 100 cây số tính từ thượng nguồn, với phần lớn là những thác ghềm dữ dội, và chỉ có vài chục cây số cuối cùng trước khi đổ ra biển mới phẳng lặng hiền hòa. Nhưng chính ở cái nơi phẳng lặng ấy, hóa ra lại gắn liền với những biến cố lịch sử dữ dội nhất của xứ Huế trong nhiều thế kỷ, mà dồn dập và ác liệt nhất là trong 117 năm kể từ năm 1858 đến năm 1975. Sơn với người cầm đầu và đại diện chủ yếu là Nguyễn Huệ đã có 15 năm, từ năm 1786 đến năm 1801 làm chủ đô thành Phú Xuân, qua 3 giai đoạn từ năm 1786 đến năm 1788 là thời Nguyễn Huệ nhân danh Bắc Bình Vương mà đứng đầu lực lượng cùng bộ máy quản lý đô thành. Từ năm 1788 đến năm 1792 là thời Nguyễn Huệ giữ vai trò Hoàng đế Quang Trung của nước Việt mà đóng đô ở Phú Xuân. Còn từ năm 1792 đến năm 1801 là thời của vua Cảnh Thịnh kế vị cơ đồ Tây Sơn từ thời Quang Trung truyền về mà đóng giữ, nhưng không giữ nổi tòa đô thành này trước những mưu toan và hành động quyết liệt của vị chúa. Năm 1945, bên bờ sông Hương, Bảo Đại, vua cuối cùng của nhà Nguyễn, thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam cáo chung, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Sông Hương trở thành chứng nhân cho những biến chuyển của thời đại. Nhưng như một định mệnh khắc nghiệt, dòng sông lại oằn mình gánh chịu sự hủy diệt của chiến tranh suốt hàng chục năm trời. Mỹ đã dùng máy bay B-52 ném bom thành phố Huế. Tất cả đền đài, làng tẩm, di tích hai ven bờ sông Hương đều trở thành mục tiêu. Trong trận chiến này, hàng nghìn chiến sĩ, đồng bào Huế bị sát hại dã man. Hơn 90% công trình, nhà cửa ở Huế bị đánh sập. Nhưng có một điều không bao giờ hủy diệt được, đó là tinh thần độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, tựa hồ như nước sông Hương, êm đềm mà mạnh mẽ, không thể nào ngưng chảy. 7 năm sau, tháng 3 năm 1975, với chiến dịch Huế - Đà Nẵng, dòng chảy ấy đã nhấn chìm tất cả mọi mưu toan và tội ác của những kẻ xâm lược và bán nước. Từ đây, sông Hương mới trở lại thiên chức tự nhiên của mình, trở thành người mẹ hiền xứ. Mỹ đã dùng máy bay B-52 ném bom thành phố Huế. Tất cả đền đài, làng tẩm, di tích hai ven bờ sông Hương đều trở thành mục tiêu. Trong trận chiến này, hàng nghìn chiến sĩ, đồng bào Huế bị sát hại dã man. Hơn 90% công trình, nhà cửa ở Huế bị đánh sập.
Nhưng có một điều không bao giờ hủy diệt được, đó là tinh thần độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Tựa hồ như nước sông Hương, êm đềm mà mạnh mẽ, không thể nào ngưng chảy. 7 năm sau, tháng 3 năm 1975, với chiến dịch Huế, Đà Nẵng, dòng chảy ấy đã nhấn chìm tất cả mọi mưu toan và tội ác của những kẻ xâm lược và bán nước. Từ đây, sông Hương mới trở lại thiên chức tự nhiên của mình, trở thành người mẹ hiền xứ. Lần đầu tiên trong... Người ta tin rằng trên sông Hương có một loài cỏ gọi là thạch xương bồ. Loài cỏ này là vị thuốc trường sinh, mọc ở hai bên bờ phía thượng nguồn, hương thơm ngào ngạt. Mùi hương đó lẫn vào dòng nước bằng phát hương thơm đến cả một vùng xứ sở.